giữa cảnh sống tối tăm của những mảnh đời khiếm thị. Mắt em cộm nước 3 năm nay rồi, em không biết được. Mắt có mình vợ nuôi nhỏ ba để coi đi học. Dần ánh lên tia sáng hy vọng là những đứa con chăm ngoan hiếu học. Ở cái lớn học giỏi, giỏi 10 năm rồi. Nó học giỏi rồi mừng đó. Mừng người lo. Hai chồng mình có một thứ vốn để mướn hai con rắn trồng đậu nành rau. Chứ là còn mớ để lo cho nó học. Phân loại và vận chuyển hàng hóa với màn tranh tài của hai người chơi hỗ trợ nhanh nhạy. Cái xuồng xuất hiện ở đây để giúp cho người chơi chúng ta có thêm điểm số. Có dự tính sử dụng cái xuồng này không? Chắc không quá. Vừa thổi còi cầm kéo xuồng chạy mẹ như vậy. Một chuyến hành trình nhiều cảm xúc. Kính mời quý khán giả đón xem chương trình Chuyến xe nhân ái 19h15 phút tối thứ Bảy ngày 20 tháng 7 năm 2024 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.